Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video này mình muốn chia sẻ một cái vấn đề mà xíu chút nữa mình đã bỏ quên, đó là các bạn khi mà mới đi học đại học hoặc là khi mà các bạn lấn cấn với cái vấn đề tìm phòng trọ thì các bạn suy nghĩ là nên ở một mình hay là ở nhiều người. Nhiều lúc thì các bạn cũng sẽ có một cái điều kiện nào đó mà mình có thể ở một mình được. Ví dụ như các bạn tìm một cái phòng trọ giá rẻ nè, một cái phòng trọ giá hợp lý ở một cái địa điểm hợp lý, hay là ở bằng một cách nào đó thì các bạn muốn ở một mình, như là trước giờ ở nhà thì cũng ở một mình quen rồi nên là xuống dưới Sài Gòn và đi học xa nhà cũng ở một mình. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện nhỏ, những câu chuyện mà mình nghĩ là không phải là ai cũng sẽ gặp trong cái khoảng thời gian sinh viên, nhưng mà nó đã đến với mình khi mà mình đi ở trọ, và để các bạn có một cái góc nhìn khác nào đó về vấn đề ở một mình hay là ở nhiều người khi mà ở trọ. Mình không biết trước được là ngày mai cái gì nó sẽ đến á, mình làm gì mình cũng phải chừa cho mình một con đường lui, một cái giải pháp gì đó an toàn. Chẳng hạn khi mà mình ở trọ năm đầu tiên học đại học xong rồi, hôm đó chủ trọ rất là tốt bụng luôn, nấu cho tụi mình một nồi chè đậu xanh, mình có ăn 2 ly tại vì ngon quá. Nhưng mà trước đó là mình đã ăn tối rồi, và ăn tối thì các bạn biết mình đã ăn khá là căng bụng, và thêm 2 ly chè đậu xanh nữa. Mà chè đậu xanh thì nó sẽ có cả mấy cái topping, mấy cái sợi sợi mình quên mất nó là gì rồi, và nó làm cho mình bị trúng thực, kiểu mình bị khó thở và mình bị ắt ở ngay cái bao tử. Nếu như các bạn nào đã từng bị trúng thực rồi có lẽ các bạn sẽ hiểu. Tự nhiên cái 3 giây xong toàn bộ hình ảnh người thân bạn bè gia đình của mình nó u vê hết luôn, và mình nằm đó mình kiểu mình sắp tắt thở tới nơi luôn á. May là có bạn mình hỏi là ủa chán mày bị sao vậy, mày bị sao vậy. Phòng đó mình chỉ ở có 2 người thôi, và mình vô cùng là biết ơn bạn mình. Lúc đó bạn mình đã xuống gọi chủ trọ, và chủ trọ không đồ mũ bảo hiểm gì hết, chủ trọ nè xong cho mình ngồi giữa và bạn mình ngồi đằng sau chở mình lên trạm y tế và cấp cứu. Nói chung là nó có cho mình ăn nhiều á, bác sĩ chỉ việc tiêm thuốc rồi cho mình nói ra là mình sẽ khỏe. Nhưng mà thật sự mình không biết nếu tối đó chỉ có một mình nữa thì mình sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào, và câu chuyện nó có thể tồi tệ hơn như thế nào nữa. Thứ hai cũng là vấn đề ăn uống. Nói chung là mình rất là hay gặp tai họa với cái vấn đề ăn uống, tại vì mình ăn nhiều. Mình nghĩ là không phải ai cũng gặp những cái vấn đề như mình, nhưng mà hôm đó mình đi sang Nhật Bản xong rồi tụi mình đi ăn mì cay, thì mì cay nó cũng là một cái dạng khó tiêm. Cái thói quen ăn của mình cực kỳ xấu, đó là mình ăn mình rất ít khi nhai, mình kiểu nuốt chậm á, do răng của nhiều thứ, nói chung là mình không nhai nên là tối đó nó cũng không tiêu, và trường hợp ấy nó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng mà lần này rất là may, đó là có bạn mình, và bạn mình đã giúp mình móc họng ra nên là tối đó coi như là mình lại thoát cửa tử một lần nữa. Lần thứ ba thì không phải là do vấn đề ăn uống, mà là lần đó là do mình kiểu bị dị ứng thời tiết, mình không biết nữa. Tự nhiên cái có một ngày đẹp trời nào đó thì da mình nó nổi mẩn hết cả lên thế này, thì mình đi khám, bác sĩ kêu là mình bị nổi mề đay á các bạn. Lúc đó buổi tối á mình cực kỳ là ngứa, không chịu nổi ngứa, mà mình tưởng tượng là mình không biết làm gì, mà không phải là ngứa một chỗ thì thôi mình sẽ gãi đại đi rồi có gì sau này mình sẽ chỉ thẹo sau, mà là mình ngứa cả người, ngứa toàn thân. Các bạn có tưởng tượng được, nếu như ngứa toàn thân á thì mình gãi kiểu như bây giờ gãi thì coi như là hư hết da hết thịt rồi, mình không biết làm gì hết. Bạn mình lên mạng coi là mình bị như vậy thì cách chữa trị là như thế nào, đó là uống nước ấm nè, rồi lấy máy sấy sấy cho mình, sau đó là lấy đồ hơ ở trên cái bếp lửa mọi người cho nó nóng lên, sau đó bắt đầu áp vào mấy cái chỗ bị ngứa cho mình, thì sau đó cái chỗ ngứa nó sẽ dịu đi một tí, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và bạn mình đã nguyên một đêm mình cực kỳ ngứa và mệt mỏi, thì bạn mình thức cả đêm để sấy người với lại để áp mấy cái quần áo mà đã được làm nóng lên người mình á. Thì luôn mà lúc đó mình nghĩ là nếu như mà không có bạn ở chung thì mình không biết là những tình huống đó xảy ra thì mình sẽ phải làm gì như thế nào luôn. Nên là mình biết là khi mà các bạn ở một mình nó cũng sẽ có cái tiện, cái không tiện, hoặc là ở nhiều mình nó cũng sẽ có cái tiện và cái không tiện. Nhưng mà thực tế thì khi mà xa nhà chúng ta lạ nước lạ cái, chúng ta lạ từ đồ ăn, thực phẩm, nước uống, sức khỏe, thói quen sinh hoạt, bụi bẩn. Cơ bản là dưới Sài Gòn bụi cũng nhiều lắm. Một số cái bệnh nếu như các bạn không quen á, việc mà chúng ta bước đầu bỡ ngỡ thì có thể lựa chọn một vài người bạn tin tưởng để chúng ta ở chung, hoặc là chúng ta ở ghép, nhưng mà mình đừng có phô trương quá là mình có thế này thế kia thì mọi người sẽ không để tới mình lắm. Nửa đêm các bạn bị bệnh, hoặc là các bạn bị một cái gì đó, hoặc là tự nhiên các bạn đang ngủ xong rồi các bạn nằm đè lên tim, các bạn cảm giác như bóng đè và khó thở hay gì đó, thì các bạn cũng sẽ có người bên cạnh để giúp đỡ, để có thể là coi các bạn có cần đưa tới cấp cứu hay là gì đó không. Thì đó là một vài câu chuyện nhỏ của mình xảy ra trong suốt cái khoảng thời sinh viên thôi, và mình mong nó có thể đóng góp một phần nào đó để các bạn có một cái lựa chọn hợp lý khi mà tìm phòng trọ và tìm những cái bạn đồng hành chung trên cái quãng đời sinh viên của mình. Và nếu các bạn thích video này, nhớ like và đăng ký kênh để mình có thể ra nhiều video nhiều hơn nữa. Các bạn muốn mình làm về bất kỳ một cái chủ đề này thì hãy bình luận ở dưới đây nha. Mình sẽ cố gắng làm để cho chúng ta có một cái thời gian sinh viên thật là đáng nhớ, và nó an toàn và nó vui vẻ.